Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 18 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Dậu. Đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhắc nhẹ các tuổi sau đây, bởi bước sang ngày 18 tháng 1 âm lịch, các bạn sẽ chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ để đón cái vận may đỏ như son. Trong ngày hôm nay, các con giáp này sẽ đón nhận những tin vui từ muôn phương nó đổ về. Ai đang khó khăn, đang khổ cực cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Về mặt tài chính thì những con giáp này sẽ đón nhận những cái cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Nên là tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Thế nhưng vận may vẫn chưa dừng lại ở đó. Những con giáp này sẽ tiếp tục đón nhận những cái tin vui liên tiếp trong chuyện tình cảm. Những người độc thân thì có cơ hội tìm được những người tâm đầu ý hợp. Những người có đôi có cặp thì tình cảm ngày càng thêm khăng khít, bền chặt. Và một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp may mắn nhất có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị đã biết cái ngày 18 tháng Giêng nó là ngày Tân Dậu. Chúng ta cục diện đầu tiên là Thìn Dậu nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Thìn sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 28 tháng Giêng âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Cái cục diện lục hợp Thìn Dậu nó sẽ mang lại cho những người tuổi Thìn cái sự tự tin khi mà các bạn sẽ nhận được cái sự ủng hộ, động viên của những người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những cái việc các bạn đang làm ấy được tạo điều kiện tốt nhất có thể. Thêm nữa, lại được cục diện chính ấn nó nâng đỡ để cho những người tuổi Thìn ấy nhận ra đây cũng là cái thời điểm tuyệt vời để các bạn tìm thấy cái sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và cái sự nghiệp. Quý vị hãy nhìn cái bức tranh tổng thể, cảm nhận xem cái điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó hãy phân bổ thời gian một cách linh hoạt. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên nó cũng mang lại những cái tin vui tích cực đến cái chuyện tình cảm. Những người độc thân sẽ có thể dễ dàng thu hút được những cái mối quan hệ mới. Vì vậy, hãy linh động dành thêm cái quỹ thời gian cho những cái buổi hẹn hò thú vị. Còn các cặp đôi thì cũng đang mặn nồng, hạnh phúc trong cái thời gian này. Vì vậy mà những người tuổi Thìn trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, ngày Tân Dậu ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. Quý vị thân mến, những người tuổi Tỵ được cục diện tam hợp là Tỵ, Dậu, Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Cái cục diện tam hợp nó cũng chỉ ra rằng đây là cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Tỵ độc thân nắm bắt được cái cơ hội. Thế nhưng các bạn cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng, hãy để con tim mình và cái lý trí nó cùng đưa ra cái quyết định đúng đắn. Thêm nữa, cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho cái sự nghiệp của những người tuổi Tỵ lúc này cũng đã được đề cao, nhận được cái sự tập trung cao độ trong cuộc sống. Thêm nữa, lại nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, nó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Tỵ một lúc một vượng phát, càng lúc thì càng được gì tăng tiến nhanh chóng. Bên cạnh đó, cái tình hình tài chính của những người tuổi Tỵ trong cái ngày hôm nay cũng lại thêm phần rực rỡ, nhất là những ai mà biết nắm bắt lấy cái thời cuộc, tìm cách kinh doanh cho dù mọi người đang chán nản hoặc là bỏ bê. Có thể nói, trong cái ngày hôm nay thì các bạn đang có lộc, do đó cần phải tập trung để nắm bắt và tận dụng hết những cái gì mà mình đang có. Nhiều người tuổi Tỵ chăm chỉ kiếm tiền trong suốt thời gian dài vừa qua, các bạn cũng tích lũy được kha khá và thậm chí có thể mua sắm nhà cửa, mua thêm những cái đồ vật mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp nó nâng đỡ, nó cũng sẽ giúp cho những người độc thân trong thời gian này thì có đào hoa khá là vượng. Các bạn có thể tìm thấy cái tình yêu mới, từ đó tăng cường cái cảm xúc tích cực cho cái đời sống tình cảm ở trong giai đoạn này. Tuy nhiên, cái chuyện này nó cũng có thể gây rắc rối cho những người mà đang có quyết định mập mờ. Trong đời sống hôn nhân ấy, thì các bạn có thể nhận được cái sự hỗ trợ của những người thân. Vì vậy, hãy lắng nghe những cái lời khuyên có giá trị từ họ và sẽ tìm thấy những cái điều mà phù hợp nhất đến với mình. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ hai.
Tiếp theo những người tuổi Tỵ thì con giáp may mắn thứ ba trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, những người tuổi Sửu được cục diện tam hợp là Tỵ Dậu Sửu nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Sửu có cái nhìn nghiêm túc hơn về cái mối quan hệ của mình, cụ thể là với nửa kia. Đã đến lúc các bạn và đối phương cùng phải trò chuyện về những dự tính trong tương lai và đầu tư nhiều trong cái việc gắn kết tình cảm. Thêm nữa, lại được cục diện thiên ấn nó tương trợ giúp đỡ, nó là cái tín hiệu cho thấy thời gian này sẽ là lúc để những người tuổi Sửu hoàn thành các dự án sáng tạo của mình. Tuy nhiên, cái điều này không có nghĩa là các bạn phải vùi đầu vào công việc. Thay vào đó, quý vị hãy lồng ghép thêm cả những cái thời gian thư giãn nghỉ ngơi. Chúng sẽ giúp các bạn khơi gợi được cái đầu óc sáng tạo trong thời gian này. Một cái tin vui may mắn nữa đến với những người tuổi Sửu là được cục diện ngũ hành tương sinh. Nó cho thấy là sức khỏe của các bạn cũng khá là tốt. Những cái áp lực tinh thần cũng đã bị đẩy lùi xa. Nếu ai mà đang có duyên với cái việc luyện tập ấy, thì quý vị hãy duy trì vì nó sẽ mang đến những cái lợi ích thực tiễn nhất cho cái sức khỏe của các bạn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc và sức khỏe cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Dần. Kính thưa quý vị, nói chung trong thời gian này những người tuổi Dần được chính tài nó giúp đỡ. Cái cục diện chính tài nó cũng mang lại những cái niềm vui, cải thiện cái tình hình tài chính của những người tuổi Dần. Có thể thấy những cái việc mà các bạn làm trong suốt thời gian vừa qua ấy, cũng đã bắt đầu có những cái kết quả thu hoạch rất là khả quan, dẫn đến cái thu nhập của các bạn cũng được gia tăng. Tuy nhiên ấy, để có được nhiều tiền hơn thì các bạn vẫn cần phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Những người tuổi Dần có sự chuyển biến tích cực nhờ có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, tinh thần làm việc hăng say cộng thêm với cái quý nhân phù trợ mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến trong tương lai với những người tuổi Dần. Bên cạnh cái công việc nó phát triển hanh thông thuận lợi thì cái tài lộc của những người tuổi Dần cũng được khởi vượng, kinh doanh buôn bán thì khá là thuận lợi. Tuy nhiên quý vị cần phải rèn luyện thêm cái kỹ năng quản lý tài chính. Các cụ có nói là gì, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có các mối đầu tư thì đừng có do dự quá lâu, kẻo lại bị tuột mất. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì những người độc thân cũng vượng vận đào hoa, đi đến đâu cũng được người khác để mắt đến, thậm chí là ngay tại chỗ làm việc thì cũng không ngoại lệ. Các cặp vợ chồng trong thời gian này cũng cùng nhau chia sẻ cả những cái việc lớn và việc nhỏ, hóa giải những cái mâu thuẫn, những cái hiểu lầm không đáng có. Gia đạo thì luôn được yên vui và hạnh phúc. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 5 trong ngày 18 tháng Giêng, ngày Tân Dậu ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, những người tuổi Mùi trong thời gian này được thiên ấn nó trợ lực. Cái cục diện thiên ấn cũng mang lại cái động lực nên những người tuổi Mùi trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Thậm chí lúc này các bạn cũng có cảm hứng để tân trang lại cái góc sinh hoạt. Nói chung ấy, quý vị sẽ trang trí nhà cửa và tạo ra cái không gian vô cùng là thoáng đãng dễ chịu. Bên cạnh đó, các phương diện của cuộc sống của những người tuổi Mùi cũng có những cái bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải sẵn sàng ứng phó với những cái tình huống khó khăn nó có thể xảy ra. Thắng không kêu, thua không bại. Như vậy thì mới đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Trên cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Mùi trong cái ngày Tân Dậu này thì do có nguyệt lệnh nó ủng hộ, vậy nên các bạn sẽ tập trung hơn vào công việc của mình. Tinh thần trách nhiệm cao khiến cho các bạn không còn trốn tránh những cái nhiệm vụ khó nữa. Nhờ vậy mà cấp trên cũng sẽ giao cho các bạn những cái công việc khó để các bạn thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Thêm nữa, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực do tác động của cục diện ngũ hành tương sinh. Bản mệnh sẽ nhận được cái sự ủng hộ và cái sự thấu hiểu của nửa kia, nên là dũng cảm đối diện với những cái thử thách. Trong thời gian này thì cái quan hệ giữa các cặp đôi thì ngày càng khăng khít, đối phương cũng chính là cái động lực để các bạn cố gắng mỗi ngày. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn tiền bạc tài lộc cho mình ấy,
thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, nói chung trong cái ngày Tân Dậu này thì những người tuổi Hợi cái vận trình cũng khá là thuận lợi, hầu như không gặp phải cái trở ngại, những cái trở lực nào quá lớn, lại được nhiều cái cát tinh nó hỗ trợ đắc lực, công việc của những người tuổi Hợi cũng tiến triển được thuận lợi hơn, nhìn thấy nhiều cái cơ hội để thăng tiến và thu về cái khoản tiền bội thu trong tầm tay. Bên cạnh đó, công việc của những người tuổi Hợi tiến triển khá là thuận lợi, hầu như là không gặp phải cái trở lực nào quá lớn, một vài cái khó khăn, một vài cái trở ngại trước đó cũng sẽ sớm được tháo gỡ, mở ra nhiều cái cơ hội để thăng tiến cho bản thân. Thêm nữa, lại được nhiều cái cát tinh nó hội họp nó soi chiếu, nó cho thấy là các bạn trong thời gian này có thể là thay đổi cái vị trí, được thăng quan tiến chức. Một số người còn may mắn được tăng lương tăng thưởng, khiến cho cái thu nhập của các bạn ngày càng được gia tăng. Trong thời gian này thì những người tuổi Hợi hoàn toàn tự tin khẳng định cái tài năng lãnh đạo và cũng sẽ rất dễ được đề bạt, cân nhắc lên những cái vị trí cao hơn, xứng đáng với công sức của các bạn bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, những người thông minh là những người luôn biết biến cái thách thức thành cái cơ hội, thành cái động lực để mà mình phấn đấu. Ngược lại, những kẻ lười nhác thì chỉ đùn đẩy cái trách nhiệm, bỏ lỡ đi mất những cái cơ hội tuyệt vời đến với mình. Cơ hội luôn song hành cùng những cái thách thức. Chỉ những ai mà biết nắm bắt thực sự thì mới có thể có được cái thành công. Trong thời gian này lại được nhiều cái cát tinh nó soi chiếu nữa. Nó báo hiệu cái tình yêu cũng được thăng hoa, cái vận đào hoa nở rộ, nó mang đến nhiều cái mối lương duyên tốt đẹp. Những người tuổi Hợi có thể thoải mái lựa chọn mà không phải đắn đo quá nhiều. Bên cạnh đó, cái đời sống tình cảm vợ chồng thì cũng được hòa hợp, yên ấm và dễ có nhiều cái tin vui trong tương lai. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 18 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Dậu. Trong ngày 18 tháng 1, chúng ta sẽ có những con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, lộc tài thì thăng tiến. Đó là những tuổi sau. 1. Là những người tuổi Thìn. 2. Tuổi Tỵ. 3. Tuổi Sửu. 4. Tuổi Dần. 5. Tuổi Mùi. Và 6. Là những người tuổi Hợi. Đó là những con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 18 tháng 1, ngày Tân Dậu. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.